một ngày bán hơn 100 cái vịt đạt hơn 2 triệu view trên tiktok đó là những lần mà tôi đã nghe người ta review về cái tiệm mì vịt tiền thượng hải nổi tiếng ở đường nô trang long và lúc nào cũng đông nghịch khách để trải nghiệm coi có giống người ta review không thì nay tôi đi qua chi nhánh quận tư cho bất đông nha nhưng mà tôi thấy vẫn rất là đông và đặc biệt là toàn cô chú lớn tuổi dẫn gia đình đi không à cái yeah, đây là tầm 60 mươi tới tám mươi cành cho một phần mì nhưng mà mọi người nên thử cái phần đùi vịt góc tư 85 mươi cành nha vì một cái đùi vịt góc tư rất là to da vàng óng ánh nghe nói là vịt được hầm rất là lâu trong nước tìm rồi mới vớt ra khi có khách order thì mới đem chiên lại bằng chính mỡ vịt cho vàng giòn dùng dụng cụ để mà cắt nhỏ cho dễ ăn mình thích ở đây là mọi công đoạn đều được cân đa đóng đếm rất là kỹ, đùi vịt thì phải đồng sai mì thì trước khi trộn đều phải cân nước tìm á thì cũng phải tìm cho đủ giờ rồi mới đem ra bán, chuẩn chỉnh đến từng khâu cho thấy cái tâm và cái tầm của chủ quán. tụi mình order đợi hai phần mì khô đùi vịt góc tư, đùi vịt thì được để trong một cái dĩa riêng, dọn kèm với một chén nước tìm, một ít đu đủ. số thì sẽ để sẵn trên bàn, ai không biết pha thì hỏi nhân viên nha. một món mà không thể thiếu trong mì vịt tìm đó chính là đu đủ ngâm, món đu đủ này là do quán tự ngâm luôn nha, đu đủ giòn giòn sờn sờn chu chu ngọt ngọt lạnh lạnh ăn cuốn lắm luôn. mọi người coi cái đùi vịt góc tư này tao muốn bằng cái bản mặt của tôi luôn nè, thịt thì phải nói là siêu nhiều luôn, da thì giòn rộn mà thịt thì vừa mềm vừa. Tham cái món nước sốt chấm vịt đó hơi bị dính luôn nha nước tiềm thì đậm đà mì thì béo béo quá là tuyệt vời nên thử nha mọi người ơi